Vâng, thưa quý vị, tình sử có nghĩa là toàn những chuyện tình có thật của các nhạc sĩ. Và chúng tôi xin bắt đầu ngay kể chuyện tình của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Thưa quý vị, năm 1969, anh Vũ Đức Nghiêm, 39 tuổi, đang được giao công việc coi một số căn biệt thự của chính phủ. Thì một hôm có một người bạn từ Sài Gòn đưa lên cho anh một cô gái 21 tuổi, chưa có chồng nhưng đã có bầu được 4 tháng. Thưa quý vị, là ngày đó mà con gái không có chồng mà có bầu là cả một màu tang ngút trời. Chứ xã hội không chấp nhận single mom như bây giờ. Cho nên cái cách giải quyết hay nhất ở Sài Gòn là thường đưa cô ấy đi trốn ở một nơi hoang vắng, mà nơi lý tưởng nhất là Đà Lạt. Chờ đến khi mẹ tròn con vuông xong thì gửi đứa con ở đâu đó rồi trở về nhà, coi như đi học hoặc đi làm vài tháng xa nhà. Thì anh Vũ Đức Nghiêm thông cảm hoàn cảnh của cô gái lỡ lầm, cho nên để cô ở một căn biệt thự mà anh quản lý, anh chăm sóc, bỏ thì giờ tiền bạc ra lo cho cô gái. Thì giữa một cái khung cảnh lạnh lẽo của xứ Đà Lạt sương mù mà lại bị cô đơn, coi như bị hất hủi, cho nên cô gái đó một hôm vì cảm xúc trước cái tấm lòng của anh Vũ Đức Nghiêm, cô đã òa lên khóc, nắm lấy tay anh và thú nhận rằng cô đã yêu anh. Anh Vũ Đức Nghiêm dĩ nhiên cũng không cưỡng lại được lòng mình, mặc dù đầu óc anh vẫn tỉnh táo để nhớ ra rằng mình đang có vợ và 7 đứa con. Cuộc tình giông bão xảy ra từ đó cho đến khi đưa cô đi bảo sanh viện. Thì một hôm cô đang ngồi trên giường, anh quỳ ở dưới đất để xỏ đôi vớ vào chân cho cô gái, vì Đà Lạt là xứ lạnh quanh năm. Thì tình cờ vợ anh tông cửa vào, nhìn thấy cảnh như vậy thì anh Vũ Đức Nghiêm quá hoảng hốt, sợ là vợ sẽ làm ầm lên. Nhưng không, chị chỉ níu lấy cánh tay anh và nói nhỏ nhẹ rằng ở bên văn phòng tỉnh trưởng đang cần tìm anh, rồi chị kéo anh đi ra ngoài. Từ đó thì anh Vũ Đức Nghiêm trở về với gia đình, chấm dứt cuộc tình ngắn ngủi mấy tháng. Tuy nhiên, hàng ngày lái xe Jeep đi ngang căn biệt thự màu hồng nơi chuyện tình đã xảy ra, anh không ngăn được dòng lệ. Anh thầm kêu tên người tình cũ. Và trong cái nỗi xúc động đó, trong cái nỗi lòng bồi hồi tưởng nhớ cái chuyện tình đó, đã trào dâng lên để kết tinh thành một bài ca để đời của anh, có tựa là Gọi Người Yêu Dấu. Lời như một bài thơ. Hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Người yêu dấu ơi, sao lòng
vời mà lòng lưu luyến bồi hồi. Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi. Gọi người yêu dấu muôn đời, nghẹn ngào không nói thành lời. Tình yêu xưa ngày tháng pha phôi biết bao giờ nguôi. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và lời cảm ơn chân thành.